Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Cho tổ quốc hôm nay.
đường dài tương lai quê hương đang gọi mời. Tuổi trẻ hôm nay chúng ta xây đời mới. Dù lên dương hay xuống biển, vượt bao sóng vượt gian khổ, tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước ba nơi. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Cho tổ quốc hôm nay, đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc.